Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học. Và với bài học tiếp theo cũng là bài 5, bài hôm nay mình sẽ đưa ra một số cách để các bạn lựa chọn bộ Rocco phù hợp nhất cho bản thân mình. Và các bạn biết rằng chúng ta cần phải có những cái yếu tố nào để quyết định một bộ Rocco phù hợp với chúng ta. Yếu tố thứ nhất chính là mục đích của bạn phải phù hợp với mục đích mà bộ bài hướng đến. Ví dụ như các bạn hướng đến về tình yêu, các bạn muốn tìm lời khuyên về tình yêu, hay là những cái định hướng, hay là những cái chuyển hóa về tình cảm, nhưng các bạn lại lựa chọn một cái bộ bài mà nó lại liên quan đến đá. Đá là một cái thể loại bài mà dành cho sức khỏe hay là về năng lượng, thì đương nhiên bộ bài này sẽ không giúp cho các bạn đạt được mục đích mà bạn muốn. Vậy nên hãy nhớ rằng mục đích của bạn phải giống với mục đích mà bộ bài hướng đến. Và yếu tố thứ hai chính là tri thức của bộ bài phù hợp với khả năng của bạn. Vì nếu như trình độ của bạn còn quá thấp, nhưng nếu bộ bài này đạt một cái level quá cao, hay là bộ bài này có những kiến thức quá sâu xa mà đôi khi bạn chưa có thể chạm đến, hay là bạn vẫn còn quá ít kiến thức để có thể tìm hiểu nó, thì đương nhiên rằng con đường học tập Oracle của bạn sẽ có sự chùng bước và khó khăn hơn. Và đôi khi các bạn có thể sẽ rất là nản chí và không muốn tiếp cận với Oracle nữa. Vậy nên các bạn hãy nhớ rằng tri thức của bộ bài là quan trọng nhất. Chúng ta phải biết rằng tri thức của bộ bài giúp cho chúng ta điều gì và chúng ta cần phải tiếp cận nó như thế nào, và thật sự là nó có phù hợp với ta hay không. Và những cái cảm nhận của bản thân của bạn nó đều phụ thuộc vào những cái hình thức của bộ bài, những cái hình ảnh bên ngoài của bộ bài có kích thích bạn hay không, hay là cái cảm nhận của bạn là bạn có yêu bộ bài không, bộ bài là như thế nào, nhìn nó hình ảnh của nó có dễ thương hay không, ví dụ vậy. Và hôm nay mình sẽ đưa ra 10 bộ bài Oracle mà dành cho người mới sử dụng. Khi các bạn mới tiếp cận với những bộ bài này thì những bộ bài này sẽ rất là dễ dàng và nó vô tình sẽ đưa các bạn vào cái thế giới Oracle và giúp cho các bạn có thể tiếp cận nhanh hơn, sẽ giúp cho các bạn nâng cái cấp bậc của mình lên theo từng ngày. Bộ bài thứ nhất là bộ bài Oracle Everywhere. Đây là một bộ bài rất là dễ sử dụng vì hình ảnh của nó và ngay cả những câu lời khuyên của bộ bài này đều được thể hiện qua hết trên hình ảnh, qua hết trên những lá bài. Vậy nên việc sử dụng bộ bài này là không quá khó khăn đối với các bạn. Và bộ bài thứ hai đó chính là bộ Messenger Oracle. Bộ bài lấy chủ đề là về Gaia, về thiên nhiên, về động vật. Và đương nhiên bộ bài này sẽ dành cho những bạn yêu thích động vật, yêu thích sự thiên nhiên. Và thông điệp của bộ bài này đưa ra cũng rất là ngắn gọn, đơn giản và dễ dàng, và giúp cho chúng ta có thể nhìn nhận được vấn đề nhanh gọn lẹ hơn. Và bộ bài thứ ba đó chính là bộ bài cũng mới ra vào khoảng 2-3 năm nay, đó chính là bộ bài Oracle of the Unicorn. Bộ bài này lấy cảm hứng từ những chú kỳ lân xinh đẹp. Và bộ bài này đưa ra một từ khóa và kèm theo dưới đó là những thông điệp. Và những lời khuyên này thật sự rất là hữu ích cho chúng ta. Và những lời khuyên này cũng rất là đơn giản. Đôi khi bộ bài này bạn sẽ không cần phải dùng đến sách, và bạn có thể nhìn ra được, bạn có thể hiểu ra được những cái thông điệp mà lá bài muốn đưa đến cho bạn là gì. Bộ bài này dành cho những bạn thích kỳ lân. Đây là một con vật mang những điều tốt đẹp đến cho con người. Và bộ bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu chính là bộ bài Wise Wisdom of the Fairy Oracle. Đây là một bộ bài lấy chủ đề về thần tiên, nhưng hình ảnh của nó lại rất là dịu dàng, dễ thương. Và thông điệp bộ bài đưa ra cũng rất là thoải mái. Và những từ khóa mà bộ bài này đưa ra cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể tư duy ra được những cái thông tin hay là những thông điệp mà chúng ta cần phải biết từ bộ bài này. Và bộ bài này là mình thấy rất là nhiều bạn sử dụng. Bộ bài tiếp theo đó chính là bộ bài Romance Angel Oracle. Và bộ bài này là một bộ bài thiên thần, nhưng mà lấy chủ đề là về tình yêu. Và đây là một bộ bài được rất nhiều bạn ở Việt Nam sử dụng. Tại vì bộ bài này chẳng những thiết kế bên ngoài là một khung cái hình màu hồng rất là dễ thương rồi, mà bộ bài này thông điệp của nó lại còn rất là đơn giản và dễ dàng. Và bộ bài này tập trung chủ yếu về tình yêu, và đó là điều mà mọi người đều hướng đến. Vậy nên bộ bài này là một bộ bài mà mình khuyên các bạn nên dùng cho cái nhập môn của mình. Và bộ bài tiếp theo chính là bộ bài Earth Power Oracle. Sở dĩ bộ bài này mình đề cập trong đây đó là vì bộ bài này rất là dễ sử dụng.
Mặc dù là những cái đoạn văn trong đây, những cái câu nói trong đây khá là khó cho một số bạn mới dùng, nhưng nếu như các bạn đọc hết quy một đoạn văn thì các bạn có thể nắm được thông điệp mà bộ bài muốn đưa đến cho bạn là gì. Và bộ bài này cũng rất là hữu dụng cho những bạn nào mà cần những cái lời khuyên hay là những lời khích lệ bản thân. Và bộ bài tiếp theo đó chính là bộ I Am Power Oracle. Bộ này á là chủ đề là lấy hình ảnh về màu sắc, và sau đó là những câu đằng trước có chữ I Am, giống như là một lời khẳng định bản thân mình hay là một cái lời tự động viên bản thân hoặc là giúp cho bản thân mình tốt hơn. Đây là một bộ bài mà mình thấy là đa số mọi người dùng để cải thiện bản thân, để chuyển hóa bản thân và để định hướng bản thân. Và bộ bài này rất là dễ sử dụng. Các bạn chỉ cần nhìn vào từ khóa đằng sau từ I Am, các bạn đã có thể hiểu được là mình cần phải làm gì và mình là người như thế nào. Bộ bài tiếp theo là bộ bài Wisdom of the Oracle. Và bộ bài này mình cũng đang để trên đây. Bộ bài này là cũng là một bộ bài sau bộ Romance Angel Oracle, là được rất là nhiều bạn Việt Nam dùng. Bộ bài này được tác giả Colette Barrett viết sách, và chính cô cũng là người làm bộ bài này. Và bộ bài này là vô vàn kiến thức hay về cuộc sống, về tình cảm, và cũng giống như là cách để chúng ta có thể vượt qua được những nỗi sợ hay là những nỗi cô đơn ám ảnh. Và bộ bài này rất là hữu dụng cho nhiều trường hợp khác nhau. Và bộ bài tiếp theo là bộ bài Whisper of Love Oracle. Và bộ bài này ngay dưới sau đây. Bộ bài này cũng là một bộ bài lấy chủ đề về tình yêu, nhưng hình ảnh của bộ bài này lại rất là xinh đẹp. Và nét vẽ của bộ bài này cũng sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy tình yêu thật là đẹp và thơ mộng. Và bộ bài này thông điệp nó cũng rất là đơn giản dành cho những bạn mới dùng. Và bộ bài cuối cùng đó chính là bộ bài Quà Tặng Cuộc Sống. Đây là một bộ bài của người Việt Nam sản xuất, và mình cũng đang có trên tay bộ bài này luôn. Và bộ bài này á, nó được gọi là một bài chơi chuyển hóa, vì bộ bài này giúp cho chúng ta nhìn nhận là bản thân mình đang đứng ở đâu và sẽ chuyển hóa tâm trạng của chúng ta tốt hơn, và giúp cho chúng ta sẽ phát triển được cái con đường tâm linh cũng giống như là con đường phát triển bản thân mình. Và bộ bài này được thiết kế một cách rất là đặc biệt, đó chính là nó có hai mặt. Đằng trước là một câu nói rất là ngắn, nhưng đằng sau sẽ là một đoạn văn rất là dài. Và đoạn văn này là nó giải thích cho cái câu đằng trước. Và bộ bài này rất là dễ dùng. Và đặc biệt là bộ bài này vừa có hai khá phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt, dành cho những bạn thích tiếp cận với tiếng Việt, sẽ giúp các bạn tiếp cận nhanh hơn. Và mình sẽ gợi ý một số địa điểm mua bài của các bạn. Các bạn có thể ghé đến Mystic House để có thể lựa cho mình được một bộ bài Oracle ưng ý. Vì ở đây nhập rất nhiều bộ Oracle mà chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn, hoặc đôi khi chúng ta có thể nhờ shop nhập về những bộ bài đó cho chúng ta. Nếu như các bạn muốn lựa cho mình một bộ bài Oracle, các bạn có thể lên trên mạng xem về thông tin của bộ bài đó, giống như là xem về số lá bài hay là bộ bài này nói về cái gì, mà các bạn có thể xem sâu hình ảnh, xem coi các bạn có phù hợp hay không. Lúc đó các bạn hãy quyết định cho bản thân mình là chúng ta sẽ mua bộ này và sử dụng bộ này, và sẽ biết được rằng là cái độ gắn bó của chúng ta ở bộ bài này như thế nào. Và chúng ta đã kết thúc bài học hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi.